Sau khi nghe lời dụ dỗ của người phụ nữ quen trên mạng xã hội, một cô bé 13 tuổi đã xa bẫy bị bán sang đặt khu kinh tế tỉnh Bò Kẹo ở Lào, ép lao động vất vả. May mắn vào ngày hôm qua, cô bé đã được bộ đội biên phòng Hà tĩnh phối hợp với cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng Việt Nam giải cứu thành công đưa về nước an toàn. Cụ thể vụ việc như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Nạn nhân là bé gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Tháng 9 năm 2022, bé gái quen một người phụ nữ qua mạng Facebook bị dụ dỗ, lôi kéo rồi lừa bán sang Myanmar, bị các đối tượng ép lao động vất vả. Đến tháng 12 năm 2023, nạn nhân lại bị các đối tượng bán cho một công ty Trung Quốc ở đặc khu kinh tế tỉnh Bò Kẹo, Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào. Các đối tượng yêu cầu bé gái thông báo với gia đình đưa số tiền chuột tương đương 350 triệu đồng. Sau đó, cháu đã tìm cách viết đơn kêu cứu tới bộ đội biên phòng Hà Tĩnh bộ đội biên phòng hà tĩnh đã phối hợp với cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng việt nam giải cứu thành công đưa cháu về cửa khẩu quốc tế cầu treo an toàn và bàn giao cho tổ chức trẻ em trồng xanh tại hà nội để hỗ trợ tâm lý sức khỏe trước khi về nhà cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng trong đường dây